chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, có. Xinh quá nhỉ? Ừ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ? Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đúng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp kia chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá, vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, ảnh thương chị lắm, em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sáng. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết, nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật tanh tác rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, ừ, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chắc nếu anh nói không? Anh rất yêu em. Đấy, chồng em là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em? Ủa chị Lan? Hai chị em mới qua hả? Ủa? Chào bệnh, chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan? Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Trời, chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Tôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu? Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Trời ơi, anh ơi, em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi, em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó, mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ba cũng ba chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, em mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi, nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm 2 lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ rày sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cái ông bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị, không được đâu chị ơi. Chứ sao?
Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết sao? Trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi. Nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa, vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Nhưng mà thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Sao chẳng vậy? Hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi. Mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? À, xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn loạng xíu. Chị bị hư xe. Hư xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em ăn lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, ăn lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ quá. Bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng không qua mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không em. Vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Sợ không à? Đấy kỳ ghê vậy đó, nó vậy không lấy rồi mà kỳ quá đi chị Lan lấy đâu. Lấy cho thôi, không lấy sợ đào nó buồn thôi, để chị lấy cho không sao đâu đó. Em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi, con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi chị Lan biết không, đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không. Trời ơi mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em, nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được. Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh 9 đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Trời nói ha. Rồi kể cho chị nghe. Đấy đàn ông thế đó. Ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái trời. Gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Em. Nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đứng đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Chị không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì? Anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mình phải 500 đâu. Cái gì? Với nhiều. Áo này 75% off.
còn có 150 à em? Trời ơi, để chuyển 100 thôi được rồi. Cái gì? Không, 150 hay 100 thì chị cũng lấy hết, nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa, chưa bao giờ sợ lần nào cả. Chưa. Em, cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè, cái áo này đó. Vậy? Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đãi không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đất. Bởi vì em mới đem giặt trai thuy đường chết luôn đó chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó, chắc dạ. Được, vô lấy cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Hai Nguyễn. Ủa, chị Lan. Chị Lan đẹp quá vậy chị Lan. Ủa, trời đất ơi. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Ủa hoài. Ủa anh Minh. Thôi em đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý chữa bệnh nó giáo. Nó giáo. Anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm đấy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì, anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Ừ. Trời, anh biết không? Em hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè, em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè. Một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè. Một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp hả? Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không? Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi, đây coi coi. Thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho đâu, chị đâu, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Hay. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không? Thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi em ơi, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á mới quen anh. Sao sao? Ngồi xuống cái đòi. À. Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhau thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Thấy chưa anh Minh, thấy trời chưa? Ơi, thơ hay đấy. Bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thơ kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi, tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Thằng cha này tối xối cho tôi, là kỳ này về là tôi xé xác ra, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói em nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu. Anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không ạ? Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ. Anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Kì. Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đó đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc sao? Đi kỹ cho em nha. Không. Anh thấy em sao?
anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dựng đèn anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á? Mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em, muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé. Tôi đã không nói gì hết, rồi anh đi vào đây, Chị chờ em đi, em lấy jacket cho chị nhé, đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây. Áo đây, em ơi áo này đẹp lắm vậy? Vâng, hơi khoác thử đấy chưa, đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Chị có một mình chị á. Trời ơi sao Diễm Minh? Nào sao Diễm Minh? Trời tôi nghĩ thằng nhỏ quá. Trời ơi cho tao đợi mở. Trời ơi tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không anh bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em rách. Trời ơi xem ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cái lông lông cái này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Thiệt mà. Em nói vậy đó phải không? Không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng. Quên cái này đi. Nói quên cái này. Không thể quên policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi. Hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn. Mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu phụ nữ trên cái thế gian này á. Cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip lên chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À. Không. À. Chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im này, tôi không có anh nói nhá. Nè, tôi im. Đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Chị. Em. Me too. Thôi chị cái gì vậy Lan? Muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Ừ. Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để em biết đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Bỏ gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à. Vâng, em Đào.
đào vợ mình chứ còn đào nào nữa, bộ lắm đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá, bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe. Dạ. Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua. Dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển đấy. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. À. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại đó. Nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè, mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 ôi, tuổi gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. À. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì đúng. Dạ. Thế mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vắng lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạm, ai thương ai cạ mà ai nhớ ai mong thuyền. Ai ai cái gì nhấc 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 lên nhấc lên nhấc. Chuyện chi rồi muốn. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây đây đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á. Ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn chính nguyên mà lo chí chậu nồi chậu ngoài. Mệt quá à, lo xa quá làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Ờ, hay em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi. Ngồi ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Coi như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá. Ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra, xỉa tiền ra, xỉa tiền ra, xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến thằng nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa quay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn chứ thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Đi mẹ ơi. Mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tiện tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dự rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không như trí nè. Là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bỏng như trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc cái anh ta thủ thật cáo sổ tiệt đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cứng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em là răng chì. Ôi vậy hả? Không. Mà mày nói tuổi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Em buồn mà ế như thế là... giống tao.
không à, không mà em không có giọng chì mố nghe. Em quên kể cho mẹ chị nghe nè. Sao sao sao? Năm 17 tuổi là em có một tình yêu. Có. Chú cha ơi, anh đẹp trai vô cùng nghe, trí thức vô cùng. Chú cha, tình yêu của em là một tình yêu tha thiết, một tình yêu trống sáng, một tình yêu lãng mạn, một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vợ hẳn lấy giáo rồi chạy thầy mù nồi chứ chi nữa. Ôi, coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nè. Cô mày tưởng mày thuyết kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà à? Thiếu gì người không lấy thì như lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt bắt chết như chị vậy nè chị rắn. Sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú ơi. Cha mẹ ơi, 13 tuổi là biệt yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Ôi, xuống quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trống vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp, kể tiếp, kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi, 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà tao lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tấp nập, tấp nập. Tao phủi, phủi, phủi mà không hết gì nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù cô oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều, còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là trai theo bà phủi đi không hết, phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con Hoa là thế nào? Đúng rồi. Ha. Tại tao sợ ma chứ mà. À, sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày. Đi chặt là phi nhiêu rồi. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon như vậy đâu hả? Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nha, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ trơn là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Nhưng mà tôi nói thật, tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày. Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cho con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng. Rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Cô thành đạt điên rồi đó. Nữa. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mới gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Nói vậy tao nói gì? Tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu đẹp trai học giỏi cách mấy tao cũng không có thèm đâu, tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao, tao nói mày nghe. Tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Nó khẽ. Gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù này gì bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định, ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định. Trời đất ơi, có 100,000 ngày nào ông đếm trơn, đếm mòn ngón tay luôn. Hổng mày, tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám quỳ ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói sao đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị sao không sướng? Tao mới chơi bộ. Chơi gì? Giờ tưởng mày dám đưa, tao dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chị qua mày. Chi? Mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bởi em muốn chí muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó, mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Kẹt kẹt không có đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà, ôi cha, nó nhang nó đen nó vậy, dĩ tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đó năm phủ không à, cà đồ hả?
quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó, cha đi đó mà cha mua nhang đèn đồ tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. Chả cúng dư cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tặng chi luôn kìa hôm đó. Quan tài luôn, tặng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè, tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà, ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đang báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi thôi, dẹp dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi, bây giờ nè đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn tôi giả cái chát vô mặt. Bây giờ lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, chị còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Ừ, sao chị vậy? À, này đúng là thuộc pizza, pizza vui tới màu đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết giờ. À, xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Ê, sao ghi rõ ràng là công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à nghe, nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiền bạn bốn phương nó không có đâu. Ờ à, vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè, có ai đăng báo tiền bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cho kiếm nè. Ôi mày. Này, tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Chị nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này này, dạ. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ. Ôi, sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Không, lẻ lôi, đọc lộn mà lè lôi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà Dạ Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải trả lại tiền nhá. À. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. À, vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, à, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ đọc nốt nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Dù gì quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ. Rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ. À. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà 15 đường số 7. Hứa hồi âm dù thư tới trễ, nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ. Hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Vậy lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ạ, đừng về. Đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này tới kiếm. Không, em không.
mày, chắc chắn mày chết là mày chứ mày chứ. Em không, tao em không, em có. Nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày giấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chú chó ơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố, mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chú chó mà em làm cái gì em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ chắc tôi mãi dám về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Khoan anh, chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi vô vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện xong hết cả trời. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị, tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em mà anh ngoại như rí là em giống con trung rồi coi gì nữa. Đâu có. Thì ra. Dạ dạ, em là công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đi anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ hả? Em sáng như thiên thần rồi anh. À, sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá. Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, một thước 65 sao. Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. À, rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Để rỉ đi nè. À. Anh bỏ với chảo dầu nóng nghe. Hẳn to đi nè. Có chí muốn. À, ngộ quá ha. Dạ dạ dạ. Dạ, 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 mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không. Dạ, em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm tôi hết hồn. Dạ dạ, cho mời ngồi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã, tôi là Dương Thường Trực. Dạ, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời em vui quá. Dạ. May mắn. Em không đi. Dạ. Thôi, mày có thiệt đó, đi thụ pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chụp thụ pizza. Ở đằng kia có đám ma, có trai nhiều lắm, thì dẫn mày đi, thì giới thiệu cho. Thôi thì đi được mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách. Chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha. Tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng, chị cứ đi đi. Chị... để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nào gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về... vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ?
anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ. Xin chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên. Xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. Dạ. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhé. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi dồi, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi dồi, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống ở vỗ đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ khuyết thương con nhỏ hoa hồng hơn này mà nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngẩn ngẩn như con nít đấy nhá. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt đấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn không dám á. Mà chú trai coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể cũng chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Nhưng mà anh cho em hỏi anh một câu nói này nữa nhá. Dạ. Cho em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh này là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi dồi ôi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chúa. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ phải mặc quần. Dạ. Ủa? Chị nói lại là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dai dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời, vô duyên dữ sợ luôn. Nghe. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ở đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không ngoại? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường Quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Hả? Mà không phải khùng nữa mà là mát. Ui. Đúng. Những người thường hay cho những người họa sĩ chúng tôi là những người mát không mà. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. Không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì hả? Đúng. Anh khác hả anh? Khác tương tự rắn. Như là ví dụ như ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá. Dạ. Tưởng tượng nguy hiểm tưởng quá. Tưởng tượng kỳ cục vậy. Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn nấu nướng gì đó
thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn của tối bữa Pháp á, có một câu là... Câu gì? Dîner sans vin, comme les enfants sans carême. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang, giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. À, nhưng mà có một điều quan trọng nữa, tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi ăn mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à? Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em đang trời, chờ anh thấy này. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên điên không nhớ mãi trơn à. Ủa chị ơi, khùng điên chứ em cũng giật lãng hết trời, thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp da như thế bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Của em là điên đòi chơi, chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó của... Mặc quần Huyền là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quần Huyền của tao. Em nói là mặc quần là của em. Mặc quần của tao. Quần của em. Quần tao. Quần em. Quần tao. Quần em. Quần của tao. Tự nhiên hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời ơi, chị ơi, hả? Đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên. Mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân Huyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là Qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em cũng thi hoa hậu quen rồi. Em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. Là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc. Mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng á, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. Em trả lời hay quá, nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tầng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Dạ, xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ. Chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ, bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ, tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là. Là sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi. Lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả? Thương á thì em chụp, không thương á thì em dục. Mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Trẹt giềng, trẹt giềng. Dạ, quý vị thấy rồi.
cô người Huế thì kiêu sa đa tình, còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hân. Kìa, những kẻ con cầu mà sao lại được. Quần ơi, cứu em Quần. Có Quần đây. Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say. Đừng tha em đêm nay. Ngày hôm qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu. Bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời ơi. Mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi mà sách thế hả? Sách báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe này nha. Đâu đâu, cái gì? Cần bán gấp nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá. Ai chôn trong tháng 7 được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà quan nào vậy? Nhà quan của chú Sáu Tấm á. À, chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè, em nghe nè. Tin gì? Lại đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế, ngủ đi. Nghe cái gì mà cái tệ... Đâu, chỗ nào? Tội nghiệp vợ tôi ghê á. Thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì cả. Thôi mệt quá đi. Thôi thôi, này Đi giỡn chút xíu làm dữ vậy. Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú Sáu Tấm anh nói á, em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Ăn lời cái gì, bán cho cái ông Sáu Tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay, lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải là vì hôm ấy là chú Sáu Tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ở hay xe lửa đụng chết 10 mạng người, chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời đất ơi, cái ông nào vô duyên vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi mà... được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy đấy, em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao? Bà tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Ờ, hộp xoàn. Nói cho rõ ràng, hột hột cái gì. Ráng thì bà mua nha không. Rồi vào vào nhận hột đi. Ồ, chị Kim Tinh. À, ô, chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. À, vâng. À, chào bà bác sĩ. À, chào chị Tân. Bác sĩ. Chào bà bác sĩ. Chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ. Nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Dạ. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tướng đại bác 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. À, xoài. Dạ. À, bà chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hộp tôi hết. Dạ. Anh ơi, chùi nhẹ nhàng thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Yeah. Biết rồi. À, sao hôm nay, ôi chết bà bác sĩ, ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này, có phải là mới quốc ao sao mà thon thả thế? Thì cũng có quốc ao chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. À, chị Kim Tinh à. Sao? Tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh, cưỡi ngựa,
Thế à? Cởi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày, một tháng tôi sẽ chuốc 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhỉ. Mà con ngựa xuống chứ phải tươi. Trời ơi, tội nghiệp con ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cởi ngựa nữa, cởi voi á. Trời làm gì mà. À, bà bác sĩ cần gì không ạ? À, tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh. Trời đất ơi, cẩm thạch em toàn là hàng tốt không à. Nhưng mà cẩm thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. Bà bác sĩ Xuân thì phơi phới như thế này đeo nó già người lắm. À, đâu đâu coi em đoán rồi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28 chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 tối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim. Cho nên là đeo cẩm thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ồ, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn high class đó, bên kia mời bà. Chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 carat ha. Vâng, hộp này nha. À mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tay lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử, với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chả có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sợ anh buồn. Bác sĩ duyên quá nhỉ. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Vâng, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? À, có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị Kim? Đúng rồi đó. Bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. Hả? Nha sĩ Lân á? Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000. Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi con mẹ hoài vậy đó hà, cái ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kín mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Như tôi nè, đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không, cái bóp Chanel nè cũng 10,000+ đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo Saint-John nè. Dạ, vâng. Cũng đâu có khoe đâu. Em biết đó, chị thấy không, đó chứ Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à, tôi order trước 2 năm. Chị thấy không, cả 100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh nè. Hả? Anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không, cả $1,000,000 tôi có khoe với ai đâu. À, phải rồi, nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi, trời đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp của bác sĩ Lân quá trời luôn á, ế muốn chết nè. Mà gặp bà vợ xài vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà. Đúng. Đanh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đấy. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đi bà bác sĩ ạ. À, gọi là kim tinh vẩu đấy. À, ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái niềm giết mà bây giờ sinh dai ra gớm đấy chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niềng hoài à, niềng riết bấm sợ không thấy hả? Em chị Kim Tinh à? Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? Vâng, ngày xưa xấu lắm ạ. À, bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vậy người ta nói em vô duyên em tức lắm. Lại có duyên chị nữa. Chị Kim Tinh, bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác
phụ lắm chị thấy không? Không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức. Đấy, mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ, đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Đeo vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo liền. Ôi trời ơi. Thượng đế ơi. Đẹp quá thượng đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay mũm mĩm của bác sĩ quá. Ôi trời, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy bơm hai ống vô vậy à? Không có đâu. Tôi natural từ đầu tới chân á. Chị Kim Ti biết không? Tôi mũm mĩm đến nỗi mà anh gặp tôi mới lần anh thấy tôi, anh thấy em anh muốn cắn. Muốn cắn lắm mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nha em, dạ. Nói như thế này nha, bà bác sĩ biết không, cái này chỉ có duy nhất một mình tiệm em có chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa, bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20.000 hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm. Người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì nói nhỏ không thôi cướp nhá, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không. Mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu cứ chứ, độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? 45.000. Hả? Vậy? Trời, cái gì thế? 45.000 á hả? Vâng. Trời, chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào để rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 cara mà có 1.000 đồng cho đâu, bác sĩ. Đâu? Đâu, hộp gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à? Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ? À? Bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ, em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại chứ em rước ngay ông chồng dại về. Cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm. Chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi. Bà bác sĩ thấy sao ạ? À, 45.000 thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45.000. Tội nghiệp anh lắm. Trời thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25.000, về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi. Tại vì em để 45.000 là cũng vốn thôi chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha. Đố bà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Oh,
Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời ơi. Trời ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị. Em ly dị cả chục lần em dành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh. Cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà ảnh chết á, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À, trời ơi, chồng mình chết, có 10 triệu, tha hồ mua hột xoàn đeo. À, phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế à, khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để da, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á, thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả? Em mua bảo hiểm cho chồng em á khoảng chừng 10 năm nay rồi đó. Chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết. Bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm. Làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy nó khoái của lạ lắm, nó ăn cơm chán lâu lâu nó tọt chạy đi ăn tí phở về, cho nên là mình phải thủ. Đời nó never no bà bác sĩ à, thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hộp luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond forever. Hộp xoàn muôn năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này. Lấy hộp này. À, thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi, hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ, thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À, vâng, anh cho em mượn cái máy tính này. Rồi. Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có hay, à, hay là bà bác sĩ à, để deposit một ít cũng được. À, không có đủ tiền. À, bà bác sĩ deposit 100 thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn Kim Tinh. Nhờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Có chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận. Anh ngược anh Kim Tinh ngược. Ngược dạ. Hộp bà bác sĩ rồi. Ôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em. Anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây. Dạ đây. Lỡ chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng quá. À, bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Rồi, bye. Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á, gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào. Xem xét cuối cùng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là super blue and super xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tướng bả như xì trung vậy, dám khen hổ đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tướng bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy, tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời ơi. Vậy nào giờ tôi phải người hả trời?